Cần Thơ ký sự 065. Tiếp tục những cái chuỗi video về retest 2925 ha. Thật ra mấy con retest này thì mình cách đây 5 6 năm rồi, mình được trang bị 5 6 con, mình cài chủ yếu là làm cái con router bình thường trên mạng Metronet, mạng nội bộ thôi. Lúc này mấy con này bỏ ra thì mình mới lấy ra mình nghiên cứu chơi ha, mình đấu với internet mình nghiên cứu chơi thấy nhiều cái hay ho. Dài dòng mà vậy ha, thì hôm nay mình sẽ làm tiếp tục một cái chủ đề gọi là lock lock vào website. Nói chung mình chặn một cái website như mình quản lý mình ở nhà mình chẳng hạn, mình không muốn cho con cái hay gì đó mình truy cập vào những cái trang web đen ha, hoặc là vô những cái trang chơi game. Ở cơ quan thì không muốn cho nhân viên vô những trang chơi game hoặc là những cái Facebook thì không chặn gì ha, Facebook thì đi giao tiếp. Những cái trang nào mình không cho muốn nhân viên mình truy cập vô ha thì mình sẽ lock nó, mình chặn nó, chặn từ cái con retest thôi. Ví dụ ha, ở đây ví dụ mình làm nè. Bạn thông cảm, ở đây mình đang remote ha, remote cái con retest mình để chỗ khác, mình đang ở nhà. Ví dụ như mình thấy cái trang đại kỷ nguyên dkn.tv ha, trang này phản động. Theo mình thì chính trị trang này phản động quá. Mình muốn không cho nhà mình hoặc là không cho nhân viên mình trong công ty truy cập vô trang này thì mình sẽ lock cái trang này đi thôi, không cho truy cập vô ha, hiện tại đang chạy được ha. Thì để lock coi chung retest thì nếu mình làm thử thì giờ mình làm quay lại cho bạn xem thôi. Hướng dẫn thì trên cái trang retest nó có hướng dẫn sẵn mà ha, có thiết bị cho bạn nhập phá ha. Rồi đây là con retest 2925 của mình các bạn ha, đăng nhập lại ha. Rồi bây giờ mình sẽ lock cái trang này bạn ha, không cho truy cập vô trang dkn.tv đại kỷ nguyên đám để hoạt động. Bây giờ đầu tiên mình sẽ vào cái vô cái object setting đây ha, object setting vậy ha. Rồi giờ cái mục key up keyword object ha, đó để mình để sẵn này ha. Rồi chọn số mục 1 ha, trong cái nhưng mà trong đây này mình làm sẵn là cho bạn xem là quá trình mình làm thôi ha. Một ha, chọn ha, tên mình đặt gì cũng được ha, content content thì mình nhập địa chỉ cái trang web nào đó mình muốn vô ha. Đây như trang này mình muốn mình... đây mình không cho truy cập trang này ha, ok là xong ha. Là một cái sau đó mình sẽ chuyển qua cái mục gọi là CSM là bạn ha. Sau khi chọn này xong ha thì mình vô cho mục CSM ha, CSM mình chọn cái URL là content visitor profile bạn đây ha. Đó thì ở đây mình cũng đã tạo rồi ha, nhấn vô số 1 ha. Này là do mình đặt tên ha. Rồi ở đây mình sẽ đặt mình check trời hai dấu check rồi ha, hoặc bỏ này cũng được ha, mình check vô đây ha, check vô đây URL access control nè, thì chỗ action nè bạn chọn lock ha, bắt là cho qua ha, mình chọn lock, edit mình chọn edit chỗ này ha, thì nó sẽ hiện lên những cái mình đã chọn, cái keyword mình đã tạo hồi nãy đó. Đây mình DKN đại kỷ nguyên nè, rồi các bạn muốn tạo thêm keyword Facebook hay gì đó các bạn cứ tạo thôi ha. Tạo thì đây nó sẽ có ha, khi nào mình tạo thì bên đây nó sẽ có đó. Vậy là xong ha, rồi mình bấm ok ha, đó là hai bước. Rồi ba bước thứ ba mình vào cái mục cũng trong cái mục CSM này, thì mình vào cái mục DNS này. Đây mình chọn profile 1 ha, chết vô đó. Tên tên thì mình đặt thôi, DKN gạch trừ DNS ha. Đây cái phần UCF thì mình chọn ha, mình chọn khi mình tạo DKNURL thì nó sẽ nó có ha, thì mình chọn cái này thôi ha. Rồi cái đây là bước thứ ba, bước thứ tư thì mình sẽ sau khi làm xong cái này mình vô cái phần gọi là firewall mà đây ha,
Vanguard Setup nè. Sau đó mình vô chức năng là filter setup đây ha, và một số 2 default data capture ha, một số 2 chọn vô đây đó. Thì cái này nó có sẵn cái này, hôm trước mình làm, bây giờ một cái thứ hai ha, mình chọn thứ hai vô bạn. Cái thứ hai ha, mình chọn ha, chết ha. Set cái root nè, chết vô, chết vô. Để kích hoạt nó lên. Ở đây ha, mình chú ý cái chỗ printer application nha. Thường mặc định của nó là bát à, cho qua ha. Còn mình chọn chức năng lock à, ha, có system lock này thì mình nếu mà mình bấm vô đây thì sau này những file lock nó sẽ chạy trong file lock á. Cái video trước mình có làm được cái sys lock. Rồi, cho nên mình chọn cái chỗ mà ô bạn để ý này ha. Cái này mình chọn rồi đó bạn. Mình lấy cái chỗ mà URL content feature ha, mình chọn dấu bóp ở đây ha. Thì nãy mình làm gọi là 1 DKNUR, ok. Ok thôi ha. À, giờ nó có chết ha, giờ mình ok đây ha. Rồi, giờ vô trang đại kỷ nguyên lại thử ha. Vô thử cái một cái tin là thử ha, nó sẽ chưa được bạn, chưa lắp được. À, lắp rồi bạn ha, nó chạy hơi chậm ha, rồi đó ha, nó đằng sau vô trong này nó hết được ha, không tìm thấy máy chủ. Thì các bước đó thì các bạn cho mình đang truy cập từ xa ha, qua cái TeamView nên nó báo này mà. Thì mình các bạn lên cái trang mà raytest.com nó hướng dẫn ha, các bước ha, gọi là locking a website by OLR ha. Rồi, video kết thúc đây bạn ha. Cha thường lock cái này thì ở đây nó lại báo cái gì đây? Wow, rất mạnh nha. À, cái này mình đang team view các bạn. Khi mình team view á, mình bấm sale lại thì bấm sale lại ha, thì nó lại khởi động lại thì nó sẽ rất mạnh ha. Đây các bạn mình tìm video rất mạng rồi bạn. Rồi, video kết thúc đây bạn.